Thưa quý vị, dịch sởi lại có thêm những diễn biến mới khi Trung tâm Y tế Dự phòng Đồng Nai vừa cho biết số ca mắc trong tháng 8 vừa qua lại gia tăng đột biến. Theo đó, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 61 ca mắc sởi. Trong đó, chỉ tính riêng tháng 8 thì đã có 23 ca mắc. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng Đồng Nai, các ca mắc sởi đã xuất hiện ở hầu hết các huyện. Trong đó nhiều nhất là huyện Nhân Trạch, 20 ca tập trung chủ yếu ở xã Hiệp Phước. Hầu hết các ca mắc bệnh đều chưa tiêm phòng sởi. Trung tâm Y tế Dự phòng Đồng Nai cũng khuyến cáo những gia đình có trẻ dưới 5 tuổi cần tiêm vaccine phòng sởi đầy đủ cho trẻ. Mũi 1 tiêm khi trẻ 9 tháng tuổi, mũi thứ 2 khi trẻ 18 tháng tuổi. Trường hợp trẻ trên 9 tháng chưa tiêm mũi 1 hoặc trên 18 tháng chưa tiêm mũi 2 cần khẩn trương đưa trẻ đến các cơ sở tiêm chủng để được tư vấn và tiêm bù cho trẻ. Ngành y tế địa phương cũng dự báo thời tiết thất thường hiện nay sẽ khiến sức đề kháng của trẻ suy giảm, thuận lợi cho virus sởi lây lan, dễ bùng phát thành dịch. Vì thế khi thấy có các triệu chứng nghi ngờ mắc sởi như là sốt, phát ban kèm theo ho, viêm kết mạc, sưng đau khớp thì cần đến khám ngay tại các cơ sở y tế.